chương trình chính trị bên bàn cà phê với ông Nguyễn Mạnh Cường. Ông Nguyễn Mạnh Cường, một trong những nhân vật thỉnh thoảng xuất hiện trên phố Busa TV, mỗi lần ông ấy xuất hiện đều tạo ra rất nhiều sự chú ý và đặc biệt là những ý kiến phản hồi rất mạnh mẽ. Người đó là ông Ngô Kỷ, nhà đấu tranh Ngô Kỷ ở ngay Busa này. Ông Nguyễn Mạnh Cường chắc hẳn cũng đã có xem qua về ông Ngô Kỷ. Ông Nguyễn Mạnh Cường có thể cho một vài ý kiến về ông Ngô Kỷ thưa ông? Thưa, nếu mà gọi cái Busa, nếu mà gọi cái Busa là cái mà một cái sân khấu Broadway, một cái sân khấu ngày đêm không ngưng nghỉ của cái người Việt hải ngoại, thì ông Ngô Kỷ, phải nói ông Ngô Kỷ là một nhà đạo diễn độc lập và mang rất nhiều màu sắc. Con người đã để lại những các cái dấu ấn ở Busa này đó, không thể chối cãi được. Và nếu tôi không lầm thì ông Ngô Kỷ đã hai lần đi dự đại hội của Đảng Cộng Hòa. Và tôi có biết một chút về ông thì có một người mà dạo trước cũng là đi, nghĩa là coi như là cũng thân thiện với ông Ngô Kỷ và gần như là cũng đi dự các cái hội nghị đó, và người này thì là có cảm tưởng là ông ấy có trình độ đó. Thì ông cũng phải thấy rằng thì là Ngô Kỷ là cái người mà xuất sắc lắm. Phùng Minh Tiến anh ấy rất nhạy bén, kể cả mà hắn ấy muốn dâng kiến nghị hay hắn làm cái này cái kia đó, thì cũng mấy dân biểu Đảng Cộng Hòa Cộng Hiếc của mình ấy, những ông ví dụ như là luật sư này luật sư kia đi lên DC cũng là dự cái đại hội đảng à, thì mặc comple rồi các thứ gì đó, ca vát ca viết ấy. Còn Ngô Kỷ đó thì tôi chơi ngay cái áo thụng của Việt Nam, phải không ạ? Và tôi quấn khăn vàng ba sọc đỏ, phải không ạ? Ngô Kỷ nó chơi cái đẹp như thế này, là tôi hỏi rằng thì là cái văn hóa của người Mỹ nó phải nhìn cái gì kỳ cục, phải không ạ? Nó nhìn cái gì kỳ cục? Ngô Kỷ thì vừa đã là người ngắn, phải không ạ, nhỏ, cái bộ mặt thì cũng không được đẹp trai lắm, nhưng mà nó gồ ghề, mà nó lại là trung kỳ nữa, thì thành ra nó Ngô Kỷ, nó thể hiện được tất cả cái đẹp. Tại vì trong đại hội đảng đã bao giờ nó cũng tìm cái bọn sắc tộc. Thế còn bây giờ mà ông luật sư này luật sư kia thì Mỹ nó mà ăn thua gì, mày xin việc lão không làm nữa nhá, mày có tí phiếu Việt Nam đấy chứ. Đây này, cái thằng mọi này thằng Ngô Kỷ là nó mặc quần áo của một thằng mọi, tao thích cái thằng thiểu số này, thằng này cho nên máy của tao mới zoom vào mày đó. Thành ra là Ngô Kỷ nó tạo được cái kỷ số, nó là một trong những nhà đạo diễn độc lập, một người viết truyện phim cho mình và mình đóng. Thế nên tôi chỉ muốn với ông Ngô Kỷ thì với tất cả cái sự quý mến và đánh giá của tôi thì tôi thấy rằng ông ấy là một nhà cái sân khấu Busa, ông ấy đã có một cái chỗ đứng rất là đẹp. Ông Ngô Kỷ luôn cho biết ông là một người chống cộng rất mãnh liệt, nhưng đồng thời ông cũng chỉ trích phản đối một số nhân vật khác cũng là người chống cộng, ví dụ như là nhạc sĩ Nam Lộc, nhạc sĩ Trúc Hồ, MC Nguyễn Ngọc Ngạn, nhạc sĩ Việt Dũng, vân vân. Một người chống cộng rất mạnh
chống lại những người chống cộng cũng mạnh không kém. Ông có ý kiến gì về tình trạng khá chéo ngoe này của nhân vật ông Ngô Kỷ thưa ông? Thưa, so về cái nhiệt huyết và cái mà ngoan cố của Ngô Kỷ, phải không ạ? Thì tôi thấy rằng thì là hắn ấy chỉ trích hay là chửi mấy người kia là quả tình rằng hắn ấy nói rằng thì là chúng mày có đầy đủ những phương tiện như vậy mà chúng mày làm không ra gì. Đó. Thành ra cái chuyện mà Ngô Kỷ phê bình hay là Ngô Kỷ gì đó, nó có lửa. Ngô Kỷ thực sự là đi đâu cũng hai cái xe cờ vàng ba sọc đỏ, đi nghĩa là biểu tình, đi đâu kéo cái xe tới đâu là dọa nạt tới đó. Thành ra cái bôn xa này, nhất là khi mà Ngô Kỷ biểu tình 4 năm trời ở báo Người Việt hay là với lại Tony Lâm, thì Tony Lâm nói với tôi, bà Tony Lâm, bà vợ tôi gần như là đau tim về thằng Ngô Kỷ, nó tới nó múa đít ở trước cửa tất cả những cái đó, nghĩa là nó đánh phá chúng tôi không còn một cái manh giáp nữa. Thành ra một trong những cái lý luận chính của ông Ngô Kỷ khi chống những nhân vật này là ông cho rằng những người đó không chống cộng một cách thực sự, mà một mặt thì nói rằng là người là chống cộng, nhưng một mặt có những cái quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với phía Việt Nam cách này hay cách khác. Đó là lý luận chính của ông Ngô Kỷ. Ông thấy như thế nào thưa ông? Thưa đúng. Những người nếu mà là hoạt động chính trị ở Buôn Sa này, nếu mà là thì cái chuyện mà hòa hợp hòa giải đối với Việt Nam hay là cái chuyện mà nghĩa là chấp nhận một chút nào đó, cũng giống như là Quyên Di chẳng hạn, nhà văn Quyên Di chẳng hạn, bây giờ muốn làm một cái chương trình mà để mà mang cái chữ nghĩa Việt Nam học đi qua bên này, thì những người đó là những người mà họ làm chính trị thật. Còn Ngô Kỷ là cái người mà đả phá cái chuyện mà hòa hợp hòa giải với Việt Nam. Anh mà có về Việt Nam anh gì chăng nữa thì Ngô Kỷ, tôi không biết là cái bài để phỏng vấn Ngô Kỷ Vũ Trung Ngũ Chiếc thế nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì là Ngô Kỷ là trước mặt mọi người thì Ngô Kỷ đều nói rằng thì là tôi không bằng lòng với cái thái độ mà gọi là nhu nhược của các anh, gọi là các anh vẫn hãy còn có những các cái với Ngô Kỷ là không thể nói chuyện với cộng sản được. Có thế thôi, nó giản dị có thế. Trông thấy nó là phải nhảy vào cắn nó, giết nó. Nhưng chưa giết nó thì là Ngô Kỷ đéo bằng lòng rồi. Phanh thây uống máu, trông thấy thằng nào là phải phanh thây uống máu.